Quán pháp môn giải thoát không hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận. Quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận. Quán pháp môn giải thoát không hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận. Quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát quán bậc cực hỷ hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán bậc cực hỷ hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận Quán bậc cực hỷ hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận. Quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận. Quán bậc cực hỷ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận. Quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận. Quán bậc cực hỷ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận. Quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán bậc cực hỉ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán bậc cực hỷ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát quán năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán năm loại mắt hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán sáu phép thần thông hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán năm loại mắt hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán sáu phép thần thông hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán năm loại mắt hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận quán sáu phép thần thông hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát quán mười lực phật hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán mười lực phật hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận